Dạ, thiết bị Tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay thiết bị Tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là bàn khám sạn phụ khoa. Thì bàn này nó có chiều dài của nó là 1m7, còn bề ngang của nó là 65cm, còn chiều cao từ chân cho tới bàn là 75cm. Thì bàn này có chất liệu khung sườn của nó là sắt sơn tĩnh điện, còn mặt nệm của nó sẽ được làm bằng nhựa PU cao cấp. Thì bây giờ anh sẽ vô phần chi tiết của bàn khám sản. Thì bàn khám sản này sẽ có ba phần, phần đầu, phần giữa với phần chân. Thì để nâng cái phần tựa lưng này lên đó, thì mình sẽ nâng ở phía sau. Thì phần nâng phần lưng này lên đó, thì mình có thể nâng từ 0 cho tới 60 độ. Thì để nâng hạ phần lưng đó, thì mình đầu tiên đó, thì mình sẽ là gỡ thanh giữ này ra. Thì mình sẽ nâng cái khoảng mình mong muốn nó có từng nấc, nó sẽ có từng mắt như vậy, cho tới từ 0 cho tới 60 độ. Cái này kia nâng đây là góc 60 độ, hạ xuống thì mình làm ngược lại. Đây là phần lưng, còn đến phần giữa thì nó sẽ có là hai thanh để mình thay giá, rồi để mình đỡ cái phần đùi. Thì hai thanh này thì mình có thể tăng chỉnh theo độ cao mình mong muốn. Để tăng chỉnh thì mình sẽ xả cái nấm này ra, thì mình sẽ tăng chỉnh. Rồi khi độ cao mong muốn thì mình sẽ khóa lại. Còn ở phía bên đây thì nó sẽ là có một cái phần bô. Thì phần bô này sẽ chứa chất thải khi là mình khám. Thì phần bô thì mình có thể là lấy ra bằng cách này. Đây là phần bô. Còn tiếp theo nó sẽ là phần nâng hạ chân. Thì nâng hạ chân thì mình có thể nâng hạ từ 0 cho tới 90 độ. Nó cũng tương tự như nâng hạ phần đầu thì mình phải gỡ thanh giữ này ra. Thì mình nâng hạ theo mong muốn. Và hạ luôn. Ở dưới phần chân giường thì nó sẽ có là một phần để mình đi lên. Dạ, và sau đây là toàn bộ chi tiết của giường bàn khám sản. Em cảm ơn mọi người đã xem clip.